Và em xin chào toàn thể các bác nhé. Và tiếp tục đó là bộ sản phẩm những đôi loa V3 mang di mới tinh, nguyên hộp xốp lên đường thôi này các bác. Vâng ạ, và trong ngày hôm nay hiện tại mất tiếng rồi các bạn, rất nhiều các đoàn khách về mấy cửa hàng. Các bác thân mến, với những bộ sản phẩm đó là những đôi loa V3Z mang di bát 30 hàng mới tinh nguyên xốp. Vẫn đang có giá tốt để chào bán tới các bác cũng như là anh em. Trong thời gian tới thì giá của nó sẽ có chút thay đổi và nó sẽ lên cao một xíu nhỏ, thì mong các bác anh em thực sự là thông cảm và sẽ tiếp tục ủng hộ cửa hàng. Cho xe chú. Các bác vừa được nghe trải nghiệm chất âm của một bộ sản phẩm karaoke với sự góp mặt của một đôi loa B3Z mang di 212. Đôi bát sử dụng bát 30 thôi nhé. Đôi loa sử dụng bát 30 từ 17 coi 7,6. Sử dụng chiếc kèn từ 15 coi 4.4, hàng mới tinh nguyên xốp. Em đang đấu kết hợp với một chiếc đẩy B và rút K12. Một chiếc lưng Preo và một bộ vang KM320. Các bác vừa được nghe trải nghiệm tiếng bát của đôi loa này rất là sâu, tiếng tép sáng, hàng mới tinh, xịn, giá thì là hợp lý. Các bác mua thoải mái và đặc biệt là yên tâm, đúng không các bác? Và bộ sản phẩm này, những đôi loa V3 được sự ủng hộ của chú Quê. Vừa chú ạ, đóng hộp xốp thoải mái, xe chú thoải mái. Quê Võ Bắc Linh. Chú qua cửa hàng để ủng hộ. Vâng ạ. Các bác sẽ cùng nhìn xem. Loa mới tinh luôn. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, đúng không các bác? Em cũng đã quay một video, đó là chú Sứ có địa chỉ tại Hải Phòng cũng qua cửa hàng ủng hộ một bộ sản phẩm loa B3 Z mang di 212 các bác nhá. Tất cả đều là loa mới bóc xốp. Thùng giấy sơn sần bóng màu đen. Hàng rất là chất lượng. Đấy, này đóng hộp cho chú. Cháu cảm ơn chú Quê nhá. Cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Rất là yên tâm, mua đồ rất là yên tâm thường này các bác. Có đậy nắp chưa ạ? Đậy nắp để xốp cẩn thận. Đó. Và xin được cảm ơn toàn thể các bác. Các bác có nhu cầu là sẽ gọi điện cho em qua các số máy mà cửa hàng em vẫn đang chào ở trên tấm biển các bác nhá.